Kính chào các bạn, hôm nay tôi mùng 7 tháng 11 năm 2022 vào thứ hai. Lúc sáng nay lúc 11 giờ thì tòa án tại thượng thẩm tại Berlin tiếp tục xử án vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với bị cáo là ông Lê Anh Tú. Vì sao tòa hôm nay lại xử lúc 11 giờ chứ không phải 9 giờ 30 phút như đã định trước? Bởi vì theo thông tin mà chúng tôi quan sát được tại phiên tòa này thì ông Lê Anh Tú hiện nay đang tìm cách là thỏa thuận với cả luật sư cùng với cả tòa để có thể là nhận tội. Và nếu nhận tội thì ông ta sẽ có cái mức án thấp hơn mà mức án tòa đưa ra là 4 năm rưỡi cho đến 5 năm. Và đặc biệt là trong phiên tòa này thì sự thương lượng đã được diễn ra nhiều tiếng ở cuối phiên tòa trước. Và hiện nay cũng tòa vẫn đang dừng để cho cái việc thương lượng này tiếp tục được diễn ra với việc là ông Lê Anh Tú nhận tội và nhận tội như thế nào. Và khi trường hợp ông Lê Anh Tú nhận tội thì cái việc này sẽ dẫn đến chuyện là có thể là vụ án sẽ lại được tiếp tục mở rộng trong sang Slovakia, là cái nơi mà ông Lê Anh Tú được cho rằng đã dùng cái xe chở Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Séc sang Slovakia để từ đó lên chiếc máy bay mà ông Tô Lâm mượn của chính phủ Slovakia để đưa về Việt Nam. Và ngoài ra, đặc biệt là vào thông tin mà chúng tôi vừa nhận được là ngày 13 tháng 11 năm 2022 này vào buổi trưa đầu giờ chiều thì ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz ông ta sẽ đến Hà Nội, và trong cái cuộc gặp của ông Scholz tại Hà Nội rất ngắn là thì ông ta sẽ gặp ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, và bên cạnh đó thì ông ta có gặp riêng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Và cũng chưa rõ rằng ông ta sẽ có cuộc nói chuyện riêng như thế nào với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và phải chăng cái cuộc gặp này cũng rất quan trọng sau khi phiên tòa này được xử, bởi vì khi ông Lê Anh Tú nhận tội tiếp nữa thì như vậy là sẽ có hai người Việt Nam trong cái vụ bắt cóc này đã nhận tội, và ông Nguyễn Phú Trọng có thể là ông hy sinh ông Tô Lâm trong Tô Lâm về hưu để cho cái nối lại cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức và quan hệ làm ăn thương mại giữa hai nước. Cũng gần đây nhất thì các bạn cũng đã biết thông tin mà chúng tôi đưa tải, đó là việc là bên ngoại giao Đức đã được phép gặp ông Trịnh Xuân Thanh tại nhà tù ở Hà Nội để trao đổi về những cái thông tin cần thiết của cả hai bên. Thì đây là quả là sau 5 năm thì bây giờ mới có chuyện là bên phía Đức được phép gặp bên ông Trịnh Xuân Thanh trực tiếp ở Hà Nội. Thì đây cũng là một cái chỉ dấu cho thấy rằng là phía Việt Nam dường như đã cũng muốn nối lại quan hệ với cả phía Đức. Và đặc biệt là nhiệm kỳ này, ông Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính là cái người từ trước đến nay không hề liên quan đến vụ bắt cóc này. Bởi khi vụ bắt cóc xảy ra thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm là cái người được tòa án nêu tên rất nhiều lần tổ chức cái vụ bắt cóc này. Thì ông Phạm Minh Chính lúc đó là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, ông ta không hề liên quan. Và cũng nhiều cái đánh giá cho rằng là ông Phạm Minh Chính muốn rằng chính phủ của ông ta tiếp tục phát triển, quan hệ giao thương giữa hai nước được phát triển. Mà muốn như vậy thì phải giải quyết cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh này, phải đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức và nước Việt Nam phải công nhận đây là vụ bắt cóc chứ không phải vụ tự thú, về tự thú như là đài VTV của Việt Nam đã đưa tin và nói dối người dân Việt Nam cũng như các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị nói dối. Và ông Phạm Minh Chính thì tôi nghĩ rằng là cái người mà khá là năng động, và ông ta cũng đã có những phát ngôn rất đặc biệt ngay tại Bộ Ngoại giao Mỹ mà các bạn cũng đã thấy là rõ ràng sòng phẳng mẹ nó sợ gì. Thì có nghĩa là ông ta cũng có quyền lực, và phải chăng là ông Trọng cũng đã yếu rồi và bây giờ đến lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải giải quyết cái vấn đề này một cách thấu đáo, và như vậy thì rất nguy hiểm cho ông Tô Lâm. Bởi vì ông Tô Lâm sau hai nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ thứ hai ông ta làm Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ta không lên được nữa, như ông Trần Đại Quang chẳng hạn, ông lên làm Chủ tịch nước, nhưng ông Tô Lâm vẫn phải ngồi đó bởi vì ông ta có cái phốt ở đây là phiên tòa này. Và phiên tòa này thì dự kiến là còn có thể nó còn diễn ra ở cả Slovakia, nơi mà ông Tô Lâm đã mượn máy bay của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thanh về nước, bởi vì nó liên quan đến việc mà bắt cóc. Thế thì ông Tô Lâm sẽ rất ít còn cơ hội có thể đi lên thêm được nữa khi mọi cái sự việc được phơi bày cho quốc tế như thế này. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì phía Đức và phía Việt Nam thì cả hai bên đều rất muốn là nối lại cái quan hệ thông thương, doanh nghiệp, rồi người dân của hai nước đi lại, rồi làm ăn kinh doanh trở lại bình thường như trước đây. Mà muốn trở lại bình thường thì đương nhiên là phải giải quyết cái vụ việc bắt cóc này một cách thấu đáo, triệt để và đúng đắn. Và cái điều này dường như ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay là đang muốn làm cái điều đó.
bởi vì ông ta không liên quan đến vụ bắt cóc này và ông ta cũng không muốn bị liên hệ vào cái nhiệm kỳ thủ tướng của ông ta là gặp cái sự trắc trở khó khăn bởi vì là ông ta có liên quan, nhưng thực tế là không phải, mà chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm là người thực sự liên quan, và thậm chí có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc một chút nữa, bởi vì cái vụ bắt cóc nó xảy ra khi Nguyễn Xuân Phúc sang đây dự G20 với tư cách là nước chủ nhà của APEC để mời sang dự bên tại Việt Nam, và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa cái văn bản để đề nghị dẫn độ, thế nhưng phía Đức thì chưa kịp làm, bởi vì đây tư pháp, hành pháp và lập pháp đều độc lập, thì bà Merkel chưa kịp làm thì cuối cùng là đi bắt cóc luôn. Đấy, thì đây là cái điều mà cũng ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có một chút cái lỗi trong này. Vâng, và cái vụ án này hy vọng rằng là sẽ được tiếp tục làm rõ, và chúng tôi Thời báo.de ngay tại phiên tòa này đang tường thuật trực tiếp cho các bạn trong và ngoài nước để biết sự thật diễn ra như thế nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tin sau cái giờ nghỉ giải lao này để xem ông Lê Anh Tú có nhận tội hay không, và nhận tội như thế nào sẽ được liên tiếp tục cung cấp thông tin vào bản tin video sắp tới đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.